Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với phụ tùng tí ho anh em cô chú ơi. Tình làng với anh em clip 169 anh em cô chú. Mình vô ly tà một câu cái đi cái mà anh em mình uống ly tà một câu cái mình soi mấy cái đồ nó sót sót lại anh em ơi. Có cái máy này quá dữ nè, cái máy 2016 mới gã tưa nè. Bán được củ đề với bình xăng rồi. Cái màu máy hết biết cái màu máy mình này mời gã anh em cô chú mời gã clip tầm 70 nè, có thể 70 hoặc 71 cục nhông mới tháo ra, anh em thấy không, chưa có một dấu nào khớp khiết gì hết, nó dính vào cái phèn phèn này, để hơi lấy bằng chải thao sạc nó ra anh em coi long lanh luôn. Nó mọc quá, nó chưa có sạc anh em, nó sạc ra long lanh luôn. Mời anh em coi cái bộ áo, cái bộ ốc anh em cô chú, bộ ốc 2016 anh em. Chúc anh em cô chú luôn luôn may mắn, luôn luôn gặp nhiều thuận lợi anh em. Hết biết không? Cái gọng lồng này cũng được, không xét anh em. Cái bộ 2016 mới gã tưa nè anh em cô chú. Whip luôn á. Rồi cái mắc me này với cái lò xo này là anh em đủ biết đủ hiểu nó. Rồi, bộ này căng xi măng anh em ơi, bộ này bán anh em 300 thôi, dễ gì anh em ơi, có 300.000 có đáng gì đâu anh em, dễ gì kiếm bộ ốc vậy. Đang xả cho anh em luôn á, khuyến mãi anh em 350 mới vừa mà nó thấy nó tối tối cũng không tối, tưởng đâu nó tối lại nói 300 mà, như bộ này đấu xe một được, bộ này 350 luôn anh em. Anh em là bỏ ra 300 sở hữu bộ ốc mua để dành. Ui, kiếm cái rổ rồi quay mấy cái này đang vô rổ luôn chứ gì, cái ghi cái trắng ba nè, trắng ba 2016 tuyệt vời không, anh em thấy đồ ta tháo ra không, nhìn chỉ biết chắc lưỡi hít hà không, coi cái ống gần nữa ốc tán người ta nè anh em thấy không, chỉ có xe đẹp nó mới có đồ đẹp thế này thôi. Anh em mua thử giả bộ mua cái trắng ba đi rồi anh em coi cái trắng ba của chỗ khác hay là trắng ba mình. Trắng ba xe anh em mà xe thanh lý thì nó phải bỏ mưa bỏ nắng rồi nó phải tối hơn, cho nên đồ tầm tiền của người ta nó thấp anh em. Ui da, anh em bị tội nghiệp em út, tại sao ta bán có tầm rưỡi, hai con tầm ngàn, thậm chí 50 cũng có nữa, mình bán tới 250 cây này anh em của chú. Thứ nhất là nó chững chạc, trên xe mình xuống nâng niu không có cong ne dặn từ con ốc, không có để tài xước. Thứ ba nữa cái đời xe nó cao. Thứ tư đã test sẵn, đã thử sẵn ngay bắt trên xe hết. Đó, có 250 thôi nha anh em. Cái cây ghi đông mà, cái cây ngày hôm qua clip 168 mình còn anh em cô chú, cây đó có hai con ta có 200 mà cây này 300 là anh em. Cây này anh em biết sao không? Cái dây thắng của nó thắng y như cái sạc bồ hút quá. Thắng như thắng búp sen vậy, nó nói quá chứ nó cỡ vậy, nó như anh em cô chú. Mấy anh em chạy xe ô tô, xe tải nặng chắc nghe cười khoái lắm, đã lắm anh em. Xe hai bánh mà tạm tả như là sạc bồ hút, như là búp sen, thắng xịt xe, sạch xe. Nói vậy đó anh em. Phải tỏa vậy nó mới xứng đáng với cái đồ này anh em, chứ không phải là gì hết. Tại sao tôi hay nói xe dẫn bộ thì nó quá đẹp, phải tỏa cái từ dẫn bộ nó mới xứng đáng với mấy cái bộ máy đó, chứ không có dùng cái từ ngữ nào mà so sánh được với nó. Rồi cái bích tông họ thì nó từ đầu tới đuôi nó không có một dấu mòn, trả bằng cách nào giờ. Rồi cái ghi đông 300.000 xứng đáng đồng tiền bát gạo cho anh em. Cái ốp nhôm 200.000 nữa nè, anh em thấy tầm ngoài nó 2016 anh em. Hết phương không? Tận 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 như có bạ đạn đó tổng. Tôi lắc cái này mà tôi tưởng nhà máy nó làm thí điểm xe này để gắn đạn tổng hay gì không? Ai giờ đâu nó riêng căng quá nó nhận 200.000 xứng đáng
Rồi cái bộ 7 món luôn anh em. 7 món nè, cái này là một nè. Đó, nón nè ha. Đó, một món. Chân đạp. Chân đạp này có cao su nè. Họ vô cao su đạp cho nó im anh em cô chú. Ừ. Tốt thôi chứ không gì hết, nhét cao su này vô. Nấu nước sôi chế cho mềm, nhét vô đạp im. Hai món. Chống đứng nè. Ba món. Gác máy nè, máy đạp, máy độc đáo nè. Anh em nào mua cái gác máy này không 250 anh em. Mà hết bộ này chỉ 500 thôi. Ba 4 món. 4 cái này 3 món nữa 7 món. Cái đạp thắng là 1, cái cốt là 2, cái đũa là 3. Cốt sống luôn. Có cái phe gài cho anh em luôn mới chịu nè. Đó, tên dưới như nhau nè. Xe này chưa, xe này thắng Việt Nam chứ không có thắng Ý nữa nè. Thắng Ý là dưới này nó lát hết trơn à. Không? Chó chạy ngang là Ý. Rồi cái này cài với lộ nhựa liền. Ôi, sống Việt Nam luôn em ơi, tên dưới nón nè luôn. Rồi bộ đó 500. Rồi cặp hụt anh em, tay dơ bỏ vô cái nóng ruột cái cặp hụt anh em ơi. Chưa phục hồi, chưa chạm mà nó nón nè vậy nè. Hết biết không? Cái này cái đát 2016 luôn nè anh em. Số 16 á. Ở trong xe coi không có đã anh em tháo là vậy coi mới sướng nè, tùy nè. Tùy dòm giống tùy lô. Cặp này 450 ngàn anh em cô chú. Chi nãy giờ thiếu thiếu cái gì mới bắt cái đèn lên mới sáng. Cọc gạt te với gấp này có 550 nè anh em cô chú. Hết biết không? Cái này có chai sơn xịt để sẵn nè anh em thấy không? Đó, mới mua 60 ngàn bạc á, sơn xịn này đó. Tóc tí này anh em nào chịu lấy đó, tôi xịt cái này cái là anh em liền do luôn. Chứ không có một lũng gì hết. Trong sáng trưng luôn. Mua chai sơn 60 ngàn đau ghê, ở nhà dưới bán có ba mấy ngàn. Bán sỉ có 32 ngàn chai sơn hiệu ATM đó, nghe cô chú. Mua gì nó mắc gấp đôi vậy trời. Gấp mà. Mình bán ra 32 ngàn đi mua của ta lại 60. Anh em thấy tiếu không? 30. 30 hả? 30. Trời ơi. Gấp đôi trời. Bán ra 30 ngàn. Hết chạy đây mua, chạy chợ mua 60. Ôi ơi cái gấp anh em ơi. Cái gấp này anh em nào mua gấp này không? 350 nè anh em chú. Vậy mới lấy được 350 tiền của anh em của chú á. Ừ, rồi có bộ sườn lóc giấy quay nhỏ căng nè anh em, đời 203 chữ công luôn nè. 5,5 triệu mới bán anh em của chú, không có bớt ngàn nào hết. Anh em thông cảm rút hồ sơ. Bao anh em nhập tốt, có gì ta xuất xưởng gì đầy đủ luôn. Rồi đóng vô cái bộ yên này luôn, bộ yên này đi rồi. Rồi vô đồ máy anh em cô chú. Giờ bán mão cho anh em chơi cái nữa nè, chơi lúa chơi trên này, cái này lúa già nhưng mà xả nè. Đó, đậu OT nè. Dên nè. Dên còn mới cứng luôn nha. Dên này là không có kêu vậy, lắc nhà máy nhẹ chút mà.
cảm cảm ngoài đầu này, cái phốt nằm mút tông này lận, không có rổ mà để cái hoa lăng nó cảm cảm vậy đó. Vừa rồi đốt 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 vừa miếng nhăn mũi coi, rồi đầy mũi về nó cắn. Lâu lâu mộng gì mai đình lên nhà chứ mộng cầm là nó chỉ có giữa thấy là nó đốt sẵn rồi, mai đình phải mượn phải sai. Đẹp ghê hơn em cô chú, mộng cầm mà đâu có biểu, đi lên đi bên mộng cầm là nó lo hết. Trời ơi quá đã giờ nên em cô chú. Dên căng không? Rồi tới cái điểm yếu đó nè, dên đầu lòng nó bán cho anh em cái giá giật gân luôn. Mấy anh em nào xe Trung Quốc lên thì thôi mua cái bộ này cái thôi rồi lợm ơi. Nhưng tôi khuyên anh em nên mua cái lốc bơm nhớt, đặng lấy chi lấy cái bơm nhớt ghi nó mạnh, bơm nó mới nuôi nổi cái bê tông cốt một anh em của chú mới sấy. Nhưng mà tôi thấy cái này là tôi nóng lạnh tới anh em ơi, tôi sợ sấy lòng dữ lắm đây nè, dính chút xíu nhẹ vậy nè. Nhưng mà chạy được anh em, không có lúc nó hơi lúc nhẹ chứ không sao hết. Về anh em thay cái lốc xịn vô bơm nhớt tốt lên là tươi mát lên là bao anh em chạy không khối bốc mạnh. Nhẹ tí xíu cái lưng anh em đánh đánh miếng nhám là xong rồi, nhưng mà cái lòng không có sọc nha. Bê tông mới tinh mới sấy anh em thấy tôi nói y không, trời ơi tôi nghe nó sấy lòng rồi gắn tóc gái anh em thấy không. Ở đâu làm thì được chứ ở đây thôi chạy anh em ơi. Mấy chỗ khác ta làm cũng ngon lành lắm, nghe giang hồ đồn Sài Gòn làm mà tuôn chạy luôn chứ không có lu đô đô ra gì tới. Mấy tỉnh ta làm cũng vậy, làm rồi là lên lai xe là chạy luôn chứ đâu có đắp nước, nó bó nó lộn bó chiếu nó đắp nước hay là quạt gió gì đâu. Cái bê tông tức cái mình mới sái ướt nhẹp luôn, chạy chưa dính nhớt luôn. Tôi nói anh em tưởng tôi nói chơi chứ là có thiệt, tôi thấy cái này sái là chạy là mỗi chân dữ lắm, chạy cái chân phải gìn nó cần số á, đang chạy nó làm cái kẹt cái là anh em cắt ăn ra da liền chứ không thôi là quay đầu té chết. Nó dính cái máy rồi nó quay đầu. Rồi cái lòng kết một, anh em về mua lia nhẹ lại chạy. Cái đầu ơ tê mới đã chứ. Nó ơ tê đầu độc đáo không? Hôm nay em chịu chơi không? Cái máy này quá tài, cái máy này anh em ơi. Đồ sắc sảo không đó anh em thấy vậy chứ, về ráp vô là bao im bao khối bao mấy luôn, bao cho anh em chạy luôn. Nhưng mà không có bao lớp B. Anh em chạy mấy cái lòng sấy làm ơn cái chân mỏ ve chân thôi mà khởi thủ cái cần số trước giùm cái nó vừa lúp cái anh em cắt cái con liền. Cho nó tuôn luôn. Đó. Dên đầu lòng bù rong xanh cam y như mọi ngày luôn, không gì thay đổi hết, chỉ có giá thay đổi. Này nay bán đầu OT mà sao quá tà ghẻ, dên thì căng cứng luôn, lòng có cái lỗi lòng có một thôi, cò này cò ghim luôn nè anh em cô chú. Mấy anh em làm máy Trung Quốc sấy tới sấy lui chứ không có lợi cái này đâu, bao anh em luôn. Cam cò ghim nữa không, OT nè, cái đầu không tiểu mấy vậy đó, bánh lòng bánh tăng nè, ốc tước ốc sao nè, ốc trên ốc dưới nè, bắt ốc xe lòng luôn. Rồi hết cái bộ này luôn nha, full hết về luôn. Nổi cái đầu này không là anh em nào mua lẻ bán 1.3 triệu nè, mà hết tơn hết tội về luôn bán anh em 2 triệu. Quá đã chưa. Rồi tiếp vô cái bộ ốc này nữa nè. Bộ ốc này cái lò xo này lô rồi anh em cô chú. Anh em nào muốn xài ấy để tôi kiếm cái lò xo khác bỏ vô. Mà phải mời mới gửi được, lò xo nằm tiệm dưới anh em ơi. Tiệm đi đông mới có lò xo đó anh em, này đang ở thị trấn Bình Đại. Ốc nè. Vô cái lò xo nữa, ốc này đã không? Dút dốt. Rồi. Ủa, bộ ốc này khá anh em ơi, tầm 1.5 triệu anh em cô chú.
nó càng tăng ca móng sáo đồ đầy đủ luôn, có hai cái xin luôn anh em. Hãy quên nói cái anh em cái đầu lòng cho thêm cái ron này nữa nè. Nó có cái nắp này nữa anh em, tầm rưỡi có cái nắp máy đi nhớt tốt ghê không, ngoài nước hơi tối. Rồi tiếp theo nữa cái bộ cái nắp này luôn anh em, cái lắp mỏng luôn 200.000. Ôi da trời ơi. Ngồi tở té anh em ơi, nè, lắp mỏng 200. Răng cỏ này nghiêm chỉnh anh em cô chú yên tâm. Hư cái răng nào đền. Rồi bộ ba nắp ớt anh em cô chú màu xám này. Ớt này cái phôi nó ngon hơn ai anh em, 3 tầm rưỡi anh em cô chú. Cái nắp này nó cũng không có móc bậy nữa. Có nắp nhựa rồi đầy đủ luôn anh em cô chú, không có bể luôn. Rồi nước sơn này coi. Rồi nước sơn lóc nồi còn khá anh em. Cái kia tại cái chân ta cạ vô cái lóc á, nó hơi phớt chút thôi chứ còn cái lóc nồi đẹp. 3 tầm rưỡi ngàn anh em ơi. Rồi còn bộ số quay nhỏ nữa anh em cô chú, cho anh em coi cái bộ số quay nhỏ này cái. Đây cốt nhông hơi mòn rồi mà răng cỏ tốt. Anh em mua cốt hãng bán anh em tầm 2 cây anh em, tầm 2 hay tầm 1 gì, tầm 1 hay tầm 2 Mai Đình, tầm 1 anh em cô chú, anh em nào mà tự tả tiền ship. Số không có mọt anh em cô chú. Số quay nhỏ cốt nhông hơi mòn, nhông mòn mấy chục phần trăm mà. Hơi mòn thế anh em. Còn trên 50% nha. Chạy được anh em, cái này chạy phải gu, vô xe Trung Quốc chạy thiên thu luôn chạy. Số không mọt luôn em. Nhưng mà không có hú, xe này test rồi nha. Bao anh em vụ số hú là không có, có tôi bỏ cho tôi có bán anh em đâu. Sọc xéo nè. Heo nè. Số quay nhỏ anh em, quay nhỏ khó kiếm lắm. Anh em nào mà muốn lấy cốt quay A mà gáp quay nhỏ, đây nè, anh em cắt cái đầu. Anh em lấy một cái phe thận anh em đặt vô rồi cái phe nghịch để ngoài là gáp vô vừa băng luôn, phải hai phe anh em. Phải xài hai phe nó mới quay qua cái quay lợi, nó mới giống quay nhỏ. Tại vì cây cốt quay A từ cái chân này nè, ra ngoài này nó hơi dài hơn quay nhỏ một cái phe. Anh em sử dụng hai phe nhông là xài bằng nhau. Cũng vậy thôi chứ không có gì khó hết. Còn anh em nào mà nói cốt quay A mà cắt cái đầu vậy nè, là xài chung quay nhỏ là nói sai, cái đó không đúng. Đó là anh em chưa biết, chưa hiểu tới đó. Mình chuyên nghiệp mà, đây dọc nhã giáo sư tối ngày ở đây nó nghiên cứu. Cho nên muốn xài cái cốt quay A mà lắp cho quay nhỏ phải xài hai phe, cắt cái giặt cái đầu, cái mũm đầu quả bớt xíu. À, nói thì chia sẻ thì phải chia sẻ cho nó đúng anh em, cô chú tin tưởng, để nói bậy ráp vô chạy không được anh em cô chú hoang mang. Thấy con số anh em lên mạng nói tào lao mới lao cây cốt nhông dài của người ta, cốt quay A kêu giặt cái đầu bằng về xài quay nhỏ bình thường, cái đó là sai. Muốn xài quay nhỏ phải vô hai cái phe đặng cho nó lấn nhông vô tông chút. Giặt cái đầu không là xài chưa được anh em, nó cả như sơn nha, lú ra nó chạy về nó đánh vô ốc cạc te tên nó lóc cốc lóc cốc lóc cốc lóc cốc. Rồi cái bộ số này bán rẻ cho anh em 500.000 anh em cô chú. Đầy đủ luôn, cốt đẹp luôn, số đẹp không có mọt luôn, có cốt nhông hơi phiết xíu thôi, giá tiền quá thấp.
Rồi bây giờ tắt video đăng liền cho nó nóng nha. Mong anh em cô chú ủng hộ nè ơi. Anh em nào có xem thì giới thiệu cho mấy anh em nào họ cũng cần mua cái đó vậy 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 á, kêu họ điện 10918 104045. Liên hệ với khu Tùng Tí Hon là có đồ cho anh em chơi liền. Nhanh gọn lẹ làng xúc tích nha anh em. Rồi cảm ơn, chào anh em, chào cô chú.